Cảm ơn quý vị đã giữ màn hình và tiếp theo xin mời quý vị theo dõi phần tin thế giới ngày 8 tháng 9 có những bản tin nổi bật như sau. Nam và Bắc Hàn thảo luận về việc tổ chức các buổi đoàn tụ cho người dân sau chiến tranh. Các giới chức cấp cao trong chính phủ Nam Hàn đã vừa lên đường sang một ngôi làng đình chiến bàn ngôn điếm để hội đàm giới chức trách Bắc Hàn về việc tạo cơ hội cho người dân đến từ hai quốc gia được dịp đoàn tụ với người thân sau bao năm xa cách kể từ khi kết thúc chiến tranh trên bán đảo Triều Tiên. Bộ Thống nhất Nam Hàn ngoài ra còn cho biết nếu như mọi việc diễn ra một cách suôn sẻ, đây sẽ là đợt đoàn tụ gia đình đầu tiên trong suốt hơn một năm qua kể từ tháng 2 năm 2014. Cuộc thảo luận ngày 7 tháng 9 tập trung vào việc xác định thời gian và địa điểm tổ chức các buổi đoàn tụ cũng như số người tham gia. Nhiều ý kiến cho rằng nếu được tổ chức thì đợt đoàn tụ gia đình này có thể sẽ diễn ra vào tháng 10 tại khu nghỉ mát Khum Gon trong vùng biên giới Nam và Bắc Hàn. Chính phủ Nam Hàn ước tính có đến 130.000 người bị thất lạc thân nhân trong chiến tranh, nhưng khoảng một nửa trong số này đã qua đời vì tuổi già sức yếu. Các cuộc đoàn tụ gia đình giữa hai miền Nam và Bắc Hàn trong quá khứ từng bị hủy bỏ do Hán Thành từ chối yêu cầu trì hoãn cuộc tập trận song phương với Hoa Kỳ của Bắc Triều Tiên. Nga đang xây dựng một căn cứ không quân ở Syria. Từ trước cho tới nay, Nga vẫn có một căn cứ hải quân ở Syria. Nay lại có tin Nga đang xây dựng một căn cứ không quân để gia tăng sức mạnh quân sự tại nước này. Tin này do một trang web của Israel đăng tải, dẫn nguồn tin từ các nhà ngoại giao Tây phương. Theo nguồn tin này, thì Nga đã đưa một đội quân thám tính tới Syria, sau đó sẽ gửi tiếp một đoàn chuyên gia về không quân, có cả phản lực và trực thăng chiến đấu đi theo. Báo New York Times cũng dẫn tin từ các nhân viên tình báo Hoa Kỳ cho biết người ta đã nhìn thấy một căn cứ không quân của Syria ở gần Latakia đang xây dựng những khu nhà tiền chế và một trung tâm kiểm soát không lưu. Ngoại trưởng Hoa Kỳ ông John Kerry đã gọi điện thoại cho Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov để cảnh báo rằng nếu tin này là sự thật, thì điều này sẽ làm cho cuộc chiến ở Syria thêm dữ dội, làm thiệt hại thêm nhiều nhân mạng và khiến cho các lực lượng liên minh chống ISIS thêm bất bình. Giới thẩm quyền Nga, kể cả Tổng thống Vladimir Putin, cương quyết không thừa nhận Nga đang can thiệp nhiều hơn vào tình hình Syria. Không có ứng cử viên nào toàn thắng trong cuộc bầu cử ở Guatemala. Hàng triệu cử tri ở Guatemala đã đi bầu tổng thống, phó tổng thống và các nghị sĩ quốc hội và thị trưởng các thành phố trong ngày Chủ nhật 6 tháng 9. Gần như chắc chắn các cử tri sẽ phải đi bầu lần hai vì không có ai trong số 14 ứng cử viên tổng thống chiếm được 50% số phiếu cần thiết để đắc cử. Guatemala đang trải qua một cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng, đến nỗi tổng thống, phó tổng thống và rất nhiều các quan chức cao cấp khác của chính phủ phải từ chức vì bị dính líu vào nhiều vụ án tham nhũng lớn. Cựu tổng thống Otto Perez đã từ chức và nộp mình cho nhà chức trách sau khi bị Quốc hội Guatemala bỏ phiếu truất quyền được miễn truy tố vì là nguyên thủ quốc gia. Phó tổng thống trong chính quyền của ông Perez cũng từ chức hồi tháng 5 và đang bị bắt giam vì tội gian lận. Ông Alejandro Maldonado Akir vốn là một nhân vật cánh hữu nhiều tài tiếng, được cử làm tổng thống tạm quyền bắt đầu từ ngày thứ Năm 3 tháng 9. Ông Akir sẽ trao quyền lại cho nhân vật nào đắc cử trong cuộc bầu cử tổng thống sắp tới. Hàng chục ngàn người Moldova biểu tình vì vụ gian lận 1 tỷ Mỹ Kim. Hàng chục ngàn người ở Moldova đã biểu tình ở trung tâm thủ đô Chisinau vào ngày Chủ nhật 6 tháng 9, đòi Tổng thống Nicolae Timofti phải từ chức để bầu Tổng thống mới sau khi xảy ra vụ gian lận 1 tỷ Mỹ Kim, làm đời sống của dân chúng điều đứng. Cảnh sát ước lượng đây là cuộc biểu tình có quy mô lớn nhất từ trước cho tới nay, gần 40.000 người tham dự. Nguyên nhân khiến dân chúng phản đối là vì có một vụ lừa đảo do các giới chức có thẩm quyền thực hiện dẫn tới một việc 1 tỷ Mỹ Kim, tức là 1/8 tổng sản lượng nội địa của Moldova đã biến mất khỏi ngân hàng. Vụ lừa đảo số tiền lớn này đã làm cho đồng tiền lưu của Moldova mất giá và lạm phát tăng lên. Uy tín của chính quyền Moldova do đó cũng sụt giảm trước mắt dân chúng, cho dù người dân vẫn ủng hộ chính sách thân Tây Âu của chính quyền này. Những người biểu tình đe dọa sẽ tiếp tục biểu tình phản đối cho tới khi nào yêu cầu của họ được đáp ứng. Iraq lần đầu tiên cho phi cơ chiến đấu F-16 không kích lực lượng ISIS.
Bộ Quốc phòng Iraq vừa cho lưu hành đoạn phim ghi lại cảnh tượng 4 chiếc phi cơ chiến đấu loại F-16 mua của Hoa Kỳ lần đầu tiên vào ngày Chủ nhật 6 tháng 9, bắt đầu không kích lực lượng ISIS. 4 phi cơ F-16 này là những chiếc phi cơ đầu tiên trong một phi đội gồm 36 chiếc phi cơ được Iraq đặt mua của hãng Lockheed Martin có trị giá tổng cộng là 65 triệu Mỹ Kim. Hãng Lockheed Martin hồi năm ngoái đã phải hoãn ngày giao lại các phi cơ chiến đấu lại vì lo ngại lực lượng ISIS đang hoạt động quá mạnh mẽ ở nhiều nơi tại Iraq. Cũng tin từ Bộ Quốc phòng Iraq cho hay các phi cơ chiến đấu F-16 này do chính các phi công thuộc không quân của Iraq điều khiển sau khi đã được huấn luyện tại Hoa Kỳ. Một viên tướng không quân của Iraq đã thiệt mạng hồi tháng 6 vừa rồi trong một tai nạn máy bay trong khi đang được huấn luyện tại Hoa Kỳ cùng với phi công của 9 nước khác. Các công tố viên Romania đang điều tra thị trưởng Bucharest vì tội hối lộ. Các công tố viên chống tham nhũng của Romania đang điều tra thị trưởng thủ đô Bucharest vì nghi ngờ ông này đã nhận hối lộ. Theo các công tố viên, thị trưởng Sorin Oprescu đã cùng với một nhóm quan chức trong lĩnh vực hành chính đồng ý ký kết một hợp đồng với một số công ty để nhận lại tiền hối lộ từ các công ty này. Các công tố viên nêu rõ chi tiết các công ty được chỉ giữ vào khoảng 33% tiền lời từ các hợp đồng. Phần còn lại dành để hối lộ cho các quan chức, trong đó thị trưởng Sorin Oprescu nhận được 10%. Ông Oprescu bắt quả tang nhận 25.000 euro tiền hối lộ. Số tiền đầu tiên trong tổng số 60.000 euro ông đòi nhận từ một hợp đồng. Chính người giao tiền cũng là người báo tin cho công tố viện. Đây là một trong những nhiều vụ án hối lộ có liên quan tới các quan chức cao cấp của chính phủ đang bị điều tra tại Romania. Quốc gia này có thể coi là một trong những nước nhiều tham nhũng nhất Liên minh châu Âu và vì vậy cũng là nước nghèo khổ nhất. Quân đội các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tân Tây Lan và Mexico tập trận chung. Quân đội các nước Hoa Kỳ, Nhật Bản, Tân Tây Lan và Mexico đã cùng tham gia một đợt tập trận quân sự chung có quy mô rất lớn lấy tên là Dawn Blitz ở ngay tại tiểu bang California. Hoa Kỳ, Nhật và Mexico đưa cả thảy 12 chiến hạm tới tập trận. Trong ngày thứ Bảy năm tháng 9 vừa qua, 1.100 binh sĩ Nhật Bản cùng với binh sĩ Hoa Kỳ đã thực tập đổ bộ lên các vùng bờ biển giống như khi quân đội phải tràn vào để chiếm lại các hòn đảo và lọt vào tay quân địch. Nhật Bản đưa quân tới tham gia đợt tập trận này trong bối cảnh Bộ Quốc phòng Nhật Bản lần thứ tư liên tiếp yêu cầu phải gia tăng ngân sách quốc phòng để đủ sức bảo vệ các hòn đảo ngoài khơi xa của Nhật, gần với những nơi mà Trung Quốc đòi chủ quyền. Nếu được chấp thuận, thì ngân sách quốc phòng của Nhật sẽ tăng lên 2,2%, cao nhất trong vòng 14 năm qua. Trong khi đó, Trung Quốc đã tăng ngân sách quốc phòng lên đến gần 10,1%. Trung Quốc là nước có ngân sách quốc phòng lớn nhất thế giới, chỉ sau có Hoa Kỳ. Pháp bắt đầu không kích ở Syria nhưng từ chối đưa bộ binh tham chiến. Tổng thống Pháp François Hollande vào hôm thứ Hai ngày 7 tháng 9 đã thông báo Pháp sẽ bắt đầu các chuyến bay tuần thám tại Syria từ ngày thứ Ba 8 tháng 9 và đang cân nhắc sẽ cho phi cơ tham gia vào các đợt không kích. Tuy nhiên, Tổng thống Hollande cho biết Pháp nhất quyết sẽ không đưa bộ binh vào trực tiếp tham chiến ở Syria vì theo ông điều này không thực tế và sẽ không mang lại kết quả gì. Tại Iraq, Pháp cũng chỉ tham gia không kích chứ chưa hề trực tiếp chiến đấu trên chiến trường. Trong thực tế, Pháp chính là quốc gia đầu tiên tham gia vào các liên quân các nước phương Tây do Hoa Kỳ lãnh đạo, cùng hợp tác, không kích các căn cứ của lực lượng ISIS ở Iraq. Riêng ở Syria thì Pháp từ trước cho tới nay do dự không tham gia, không kích vì cho rằng làm như vậy chỉ có lợi cho Tổng thống Bashar al-Assad mà thôi. Luật sư Amal Clooney được mời biện hộ cho Tổng thống Maldives. Một trong những luật sư nổi tiếng nhất trong lĩnh vực bảo vệ nhân quyền là bà Amal Clooney, đồng thời cũng là vợ của nam tài tử George Clooney, đã tới thủ đô Mal của Maldives vào ngày thứ Hai 7 tháng 9 để bắt đầu bào chữa cho cựu tổng thống của đảo quốc này là ông Mohamed Nasheed. Ông Nasheed là vị tổng thống đầu tiên của Maldives do dân bầu lên, nhưng trong một cuộc bầu cử đầy tranh cãi sau đó đã thất cử vào năm 2015, lại bị bắt giam vì tội khủng bố.
Ông đã bị tòa phán 13 năm tù vì tội ủng hộ khủng bố do ông từng ra lệnh bắt giam một quan tòa. Phiên tòa xử ông Nasheed bị Liên Hiệp Quốc cho là hết sức sai lầm và bị các mưu đồ chính trị chi phối. Mới tháng 5 vừa rồi, 10.000 người ở Maldives đã biểu tình đòi chính quyền phải trả tự do cho ông Nasheed. 400.000 người Maldives đang bị chia rẽ làm hai phe. Một bên ủng hộ ông Nasheed và bên kia ủng hộ đương kim Tổng thống Abdullah Yamin. Tư lệnh khối NATO tới thăm Ukraine dù không được Nga đồng tình. Tin từ Bộ Ngoại giao Ukraine cho hay Tổng thư ký khối Liên ước Bắc Đại Tây Dương NATO là ông Jens Stoltenberg sẽ tới thăm Ukraine trong tháng 9 này, cho dù người lo ngại chuyến viếng thăm này sẽ khiến Nga bất bình. Sau khi ông Stoltenberg tới Ukraine thì NATO sẽ nâng cao vai trò của Ukraine đối với NATO, đồng thời cũng tăng cường hợp tác với Ukraine. Từ trước cho tới nay, Ukraine luôn muốn tham nhập vào khối NATO, trong khi Nga thì hết sức phản đối điều này. Cả khối NATO và chính quyền Ukraine đều nói rằng họ có rất nhiều bằng chứng chứng minh Nga đã cung cấp vũ khí và nhân lực cho phiến quân đòi ly khai ở miền đông Ukraine, nhưng chính quyền Nga không bao giờ thừa nhận. Ukraine đã phải từ bỏ ý định xin gia nhập Liên minh châu Âu để Nga vui lòng và hiện nay xem việc gia nhập khối NATO là biện pháp duy nhất để bảo vệ lãnh thổ của mình. Ngân sách thiếu hụt khiến Liên Hiệp Quốc phải cắt giảm cứu trợ cho người tị nạn ở Jordan. Chương trình Lương thực Thế giới WFP của Liên Hiệp Quốc vào ngày thứ Hai 7 tháng 9 thông báo vì thiếu hụt ngân sách nên tổ chức này bắt buộc phải ngưng việc cứu trợ cho 220.000 người tị nạn ở Syria hiện đang ở Jordan. Liên Hiệp Quốc chỉ có thể tiếp tục cứu trợ cho 210.000 người tị nạn ngoài sống ngoài và 96.000 người tị nạn đang sống trong trại. Vì cần phải cắt giảm nên tổ chức WFP đã phải chọn lọc giữa các gia đình người tị nạn cần được giúp đỡ nhất dựa trên thu nhập, số người trong gia đình và tình trạng sức khỏe. Đại diện của Liên Hiệp Quốc lo ngại rằng những gia đình bị cắt hàng cứu trợ sẽ phải nghĩ ra những biện pháp hết sức khắc nghiệt để sống còn, như cho con nghỉ học, đi làm hay gả chồng sớm cho con gái. Thống kê của Liên Hiệp Quốc cho biết Jordan hiện đang có 630.000 người tị nạn từ Syria tới, trong đó có khoảng 500.000 đang sống rải rác tại các địa phương, số còn lại trong các trại tị nạn. Những người sống bên ngoài nhận 14 Mỹ Kim trợ giúp mỗi tháng, còn ở trong trại thì nhận được 28 Mỹ Kim mỗi tháng. Thưa quý vị, bản tin vừa rồi đã kết thúc phần tin thế giới ngày 8 tháng 9. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Thiên Hà xin chúc quý vị một ngày vui vẻ và hạnh phúc. Hẹn gặp lại quý vị trong những bản tin kế tiếp.